6:46 rồi, Tết dương lịch đây nè. Hồi nãy quý vị ăn lúc 4:30, bây giờ 6 giờ ăn một chén, giờ quý vị rồi ăn nữa nè. Chúc mừng năm mới Tết dương lịch bố nha, Happy New Year bố nha. Nè, ngon ha, chán ngon không? Ok. Sao? Rồi, bố ăn cháo nha, còn lúc tôi ăn nha. Bố nè. Ừ. Ok nhóc nha. Ngon ha.